Theo thống kê từ website Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 20-50% mẹ bầu mắc trĩ khi mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng cuối. Bệnh bắt nguồn từ việc gia tăng áp suất tử cung khi em bé trong bụng ngày một lớn dần, cộng thêm sự thay đổi hormone thai kỳ khiến tĩnh mạch vùng chậu sưng viêm, việc tăng cân mất kiểm soát hoặc đứng ngồi quá lâu cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ ở mẹ bầu. Về cơ bản, có rất nhiều biện pháp tại nhà giúp bạn giảm bớt các triệu chứng bệnh. Một trong số đó là sử dụng các loại thực phẩm giàu chất xơ cho bà bầu sau đây. 1. Táo. Nhắc đến thực phẩm giàu chất xơ tốt cho bà bầu thì không thể bỏ qua quả táo, bởi loại quả này là cả một kho dưỡng chất phong phú, đặc biệt là chất xơ, chiếm khoảng 5g, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Trong đó, chất xơ không hòa tan có khả năng liên kết nước và đẩy chất thải qua ruột già, từ đó ngăn ngừa táo bón khi mang thai. Riêng chất xơ hòa tan lại giúp điều hòa hấp thụ cholesterol, giữ cho cơ thể no lâu, hạn chế đường huyết tăng đột biến nên rất thích hợp với những người mẹ bị tiểu đường thai kỳ. Hơn nữa, việc ăn táo mỗi ngày còn làm giảm nguy cơ ung thư và kéo dài tuổi thọ. 2. Lê. Một trong những thực phẩm giàu chất xơ nổi tiếng cho bà bầu phải kể đến quả lê. Thống kê cho thấy, một quả lê cỡ vừa có gần 6g chất xơ, đáp ứng khoảng 22% nhu cầu về thành phần này trong ngày. Việc tiêu thụ lê trong thai kỳ không những giúp giảm bớt triệu chứng mất dặn mà còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp và chứng phù nề. Ngoài cách ăn lê như một loại trái cây, mẹ bầu có thể dùng thêm nguyên liệu để nấu các món súp, hầm như là lê nấu rượu vang hoặc salad. 3. Chuối. Chuối là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan nên có tác dụng làm phân mềm nhanh và giúp cho bà bầu dễ đi ngoài hơn. Tuy nhiên, không phải loại chuối nào cũng có hiệu quả như vậy. Trong khi chuối chín là khắc tinh của bệnh trĩ thì chuối xanh lại gây tác dụng ngược. Theo các chuyên gia, chuối xanh chứa ít chất xơ nhưng lại nhiều tinh bột nên người bị trĩ ăn vào bệnh sẽ trầm trọng hơn. 4. Ớt chuông. Loại rau ăn quả này sở hữu hàm lượng chất xơ ấn tượng, chỉ với một bát nhỏ khoảng 92g đã mang lại 2g chất xơ. So với những thực phẩm nêu trên, con số này không quá lớn, nhưng bản thân ớt chuông lại có nhiều nước. Chính yếu tố này giúp cho phân mềm và làm giảm áp lực mỗi khi mẹ bầu đi đại tiện. Mặc dù có thể ăn sống nhưng với bà bầu thì lời khuyên là bạn nên ăn chín nhằm tránh vị hăng của ớt cũng như giảm nguy cơ nhiễm phải các vi khuẩn bám trên bề mặt của ớt. 5. Dưa leo. Việc tiêu thụ thường xuyên loại thực phẩm này chính là giải pháp để cung cấp nước và chất xơ cho cơ thể. Điều này sẽ đảm bảo quá trình tiêu hóa cho người bệnh diễn ra trơn tru, đồng thời ngăn không cho các búi trĩ phát triển thêm nữa. 6. Bông cải xanh. Chất xơ không hòa tan từ súp lơ xanh sẽ làm tăng sinh khối phân, tạo cảm giác mất dặn, từ đó giúp cho việc đại tiện trở nên thuận lợi hơn. Ngoài bông cải xanh, mẹ cũng nên chú ý một số các loại rau họ cải khác, chẳng hạn như là cải bắp, cải xoăn, cải ngọt cũng có tác dụng tương tự. Ngoài những gợi ý về các thực phẩm giàu chất xơ tốt cho bà bầu bị trĩ ở trên, mẹ đang mắc bệnh lý có thể thử một số mẹo khác như là uống nhiều nước, đi bộ 15 phút mỗi ngày và hỏi ý kiến bác sĩ về các tư thế ngủ tốt cho bà bầu để mau sớm khỏi bệnh nhé.